Và để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra trong và sau quá trình chuyển đổi, thì ngoài việc thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đang có mặt tại Hà Giang sẽ có cuộc trao đổi với ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Anh Lê Hồng Quang ạ, anh có thấy gì từ những phong trào bàn hồi giáo ở một số thành phố châu Âu hiện nay? Đó có phải là điều đáng lo ngại hay không? Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi hả? Anh Hồng Quang, anh có nghe thấy tín hiệu từ trường quay hay không ạ? Tốc độ rất nhanh cho nó tàn phá rất là lớn, cho nên là thiệt hại nó cũng rất là khó tránh khỏi. Như vậy thì chiều nay tại buổi tiếp Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Truyền thông Mozambique Alberto Forte, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán và báo cáo chính phủ về đề xuất hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai nước, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, đi cùng với đẩy mạnh hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về giao thông vận tải. Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Hồng Lam và biên tập viên Lê Minh ạ. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Đó, tất nhiên khi ông Bộ trưởng Tài chính ông ấy cảnh báo Quốc hội thì có thể ông sẽ nâng cái mức độ nghiêm trọng lên rất nhiều để. Đây là những tin tức về thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Xin mời biên tập viên Đức Hoàng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán New York vừa đóng cửa cách đây vài giờ đồng hồ, và ngày hôm nay thì có thể chúng ta thấy được một số những cái tín hiệu vui. Ôi, cái này tê và mỹ miều đấy nhở, hạt ngọc trời năm cân của 120. Chúng tôi rất xin lỗi bố người chơi và quý vị khán giả là vừa rồi chẳng may em đọc ra giá mất rồi. Là em nhìn cái tên này em bị buồn cười quá. Thế này, bây giờ mình sẽ thay sản phẩm khác, em xin lỗi. Ai sẽ là người đăng quang ngôi vị cao nhất của siêu mẫu Việt Nam 2015? Giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2015. Thí sinh sẽ nhận được cúp vàng, bằng chứng nhận và tiền thưởng 200.000 đồng cho hai giải. Chúng tôi xin được 200 triệu đồng thưa quý vị. Chúng tôi xin được. Và tiếp nối chương trình đó là Nhung xin được vinh danh, đó là quay phim Cường Nguyễn Ngọc Cư ạ. Dạ, Cường Nguyễn Ngọc Siêu ạ. Chết rồi. Người có phong cách cá nhân ảnh hưởng trên mạng xã hội nhất của năm, xin chúc mừng Châu Bùi. Châu Bùi. Giải nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh, Phan Phúc Vinh vai Miên trong phim Đào của dân ngự cu. Và em mới nhớ ra cái điều này nữa nè, em được biết là anh Đại Nghĩa là một người hội tụ đủ những yếu tố cầm kỳ thi họa